Vui quá. Wow. Yummy. Yellow is the best. Cây kem ngon quá. Yummy. Bé Rapunzel chế màu vàng là tuyệt nhất. Pink is the best. Không, bé Mommy Long Lép cho rằng màu hồng mới đẹp nhất. Bé Mommy Long Lép bất ngờ ném kem vào bé Rapunzel. Tức quá đi mà. Oh my god. Bé Rapunzel lập tức ném kem lại vào Mommy Long Lép. Mẹ Rapunzel kêu họ dừng lại ngay. Chuyện gì vậy? Rapunzel và Mommy Long Lép tranh nhau cây bút vẽ. Dừng lại ngay. Stop it. No, no, no. Okay. Cuộc thi vàng hồng đại chiến. Bà có một cuộc thi dành cho hai cháu. Okay. Let's start. Okay. Bắt đầu nào. I choose a yellow box. Rapunzel chọn chiếc hộp màu vàng. Mommy Long Lép chọn chiếc hộp màu hồng. Oh my god. Trời ơi. Ê? Ê? Vòng 1 trang điểm. Rapunzel sẽ trang điểm đầu tiên. Cùng mở hộp giấy qua candy trang điểm nào. Cùng tẩy trang cho Rapunzel nào. Cùng vẽ lông mày nhé. Giờ sẽ tô son cho Rapunzel. Nice. Đẹp lắm. Tiếp theo là Mommy Long Lép. Cùng xem có những đồ trang điểm gì nào. Wow, đẹp quá. Vòng 2 cuộc thi thiết kế váy. Bắt đầu nào. Giờ tô màu cho váy Rapunzel nhé. Tô váy màu vàng nhé. Tiếp đến sẽ đính các hạt đá lấp lánh trang trí. Rồi gắn ngôi sao vào nhé. Ok. Bộ trang phục đã hoàn thành rồi. Mommy Long Lép mặc đẹp quá. Cùng đính các hạt đá lấp lánh nào.
Giờ đến hạt kẹo nhé. Nice. Rapunzel mặc váy hồng thật tuyệt. Wow. Hả? Hả? Lại đây nào. Yes. Could you give me two mirrors? Có thể lấy giúp tôi hai chiếc gương được không? Cùng soi gương đi nào. Nhìn thật tuyệt. Ok. Hồng và vàng cả hai đều đẹp. Hẹn gặp lại các em nha. Xin chào các bạn. Thời kỳ cổ đại, khủng long bay phun băng kìa. Chạy nhanh lên. Sợ quá. Cứu tôi với. Rapunzel cổ đại đã bị đóng băng rồi. 3 triệu năm sau, thế giới đã trở nên hiện đại. Ken đang đi thám hiểm. Có gì trong hang đá này thế? Oh my god. Có người bị đóng băng này. Aha. Mang về nhà xem sao. Về đến nhà ở đô thị. Gì mà nặng thế nhỉ? Aha. Lấy máy sấy sấy băng nha. Băng đã tan rồi. Ok. Đây là đâu thế này? Ôi, mùi gì thơm thế. Đói quá. Cá ngon quá. Cẩn thận bỏng tay kìa. Oh no. Ôi không, để tôi giúp cô. Thổi phù phù cho hết bỏng nè. Ok. Thank you. Để tôi cắt cá ra cho đỡ nóng. For you. Cô ăn đi này. Sao lại có món ngon thế này? Cô từ đâu tới vậy? Tôi ở hang đá. Stop. Chỗ này là chỗ nào đây? Oh my god. Đừng lo. Ôi, khủng long màu hồng. Đó là xe hơi. Một chiếc xe đang lao nhanh đến. Cẩn thận kìa. Tình yêu sét đánh nha. Em sẽ cưới tôi chứ. Cái này là gì thế? Ăn được không ta? Chán quá. Phải đi thay đổi ngoại hình thôi. Ok. Cửa hàng làm đẹp thiên nhiên. Xin mời lựa chọn các kiểu váy. Cùng trang điểm cho Rapunzel thời kỳ cổ đại thành hiện đại nha. Bỏ hết các con côn trùng ở tóc ra nhé. Vẫn còn con sâu trốn ở đây nè.
Đầu tiên là gội đầu cho sạch đã. Gãi xong bẩn thì xả nước cho sạch nha. Đã sạch đâu rồi? Lau mặt sạch nè. Tỉa lại lông mày rậm rạp nhé. Làm sạch lông mũi nữa. Chuẩn bị các đồ trang điểm thiên nhiên nha. Tiếp theo đến đánh phấn hồng. Chọn màu phấn mắt cam nè. Gắn mi giả cầu vồng xinh nha. Thêm các họa tiết đá lấp lánh nữa. Ok. Đã trang điểm xinh đẹp xong rồi. Giờ còn làm tóc nữa. Ép tóc cho thẳng mượt. Rồi dùng lô làm xoăn. Còn nhuộm tóc nữa là xinh lung linh luôn. Xịn quá. Mời chọn váy đẹp nha. No. Thêm hoa cho váy nữa. Rapunzel xinh quá nha. Chúc mừng hạnh phúc cặp đôi nhé. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại. Bé Squid lửa trong bụng mẹ và rất nhiều hộp quà. Ngày bé sẽ ra đời nè. Nhiều quà quá đi. Mở hộp này trước nào. Chiếc nhẫn kim cương siêu bự luôn. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy làm sao. Nhưng mà chả ăn được. Ồ, bé Rumi cầu vồng đáng yêu quá. Quà của bé là bánh thật ngon lành. Cho Squid xin miếng đi. Đưa bánh đây, trả bánh đây. Buồn cười quá, thì ra mẹ hai bé cũng đang tranh nhau bánh sinh nhật. Cả hai mẹ sao đau bụng quá vậy nè. Vỗ cái xem đỡ không. Bác sĩ ơi, cho xe cứu thương đến với. Trông đau quá đi mất. Đừng lo, bác sĩ sẽ siêu âm cho hai mẹ. Ồ, thì ra do hai bé đánh nhau trong bụng mẹ. Mỗi bé có một bánh rồi nhé.
đến lúc ra khỏi bụng mẹ rồi. A few moments later. Sinh thành công rồi, các bé xinh quá. Các bố hạnh phúc chưa kìa. Nhà Dabun bừa bộn thế. Đừng lo, mình giúp cho. I will help you. Dùng chổi quét rác cho sạch nào. Nhặt mạng nhện vứt đi nhé. Nhà gọn gàng trở lại rồi. Squid giàu có thật đấy. Vẫn thiếu thiếu gì đó nhỉ. Đây rồi, tiệc sinh nhật mẹ Squid. Ba ghế cho ba người là đủ. Quá trời bánh và quà nhé. Trời ơi, đẹp quá. No. Mẹ con Squid diện váy mới luôn. Hai nhà cùng ăn mừng sinh nhật hai mẹ nè. Ô, mẹ Squid nhớ đến nhà Dabun cũng sinh nhật khi nãy. Nhà Squid cùng qua nhà Dabun rủ này. Tiệc nhỏ và ít đồ quá trời. Cốc cốc, Dabun ơi. Hello. I have a gift for you. Tớ mang quà cho cậu này. Cảm ơn Squid nhé. Ồ, một ngôi nhà mới. Thanks. Mở hộp này đi, Dabun. Cùng làm. Sang ngôi nhà khang trang Squid tặng thôi. Hey. Sinh nhật vui vẻ quá. Bye bye. Xin chào các em. Đi tắm thơm tho nào. Một lọ keo. Đổ keo vào lọ dầu gội của Rapunzel nè. Tóc của Rapunzel dính đầy keo. Oh my god. Oh no. Phải làm thế nào đây?
Oh my god. Giúp tôi với. Prince của tôi bị chìm dưới nước. Cứu tôi với. Oh no. Aha. Bộ tóc kéo Thins lên bờ được rồi. Thins bị ngất rồi. Phải gọi cấp cứu ngay. Cùng chữa trị cho Thins nha các em. Lấy bông cồn lau cho sạch nè. Tiếp đến sẽ tiêm cho Thins. Sau đó là kích tiêm cho Thins. Cố lên nào. Thins đã sống lại rồi. Thật tuyệt. Great. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. No, no. Tôi sẽ giúp bạn làm lại bộ tóc. Cửa hàng làm đẹp. Tóc dính đầy keo bẩn quá. Phải cắt phần tóc bị dính keo đi thôi. Rồi gội lại đầu cho sạch nha. Xả nước thật sạch. Sau đó nhuộm tóc cầu vồng cho Rapunzel. Bôi thuốc nhuộm đều lên tóc nè. Rapunzel tóc cầu vồng xinh chưa? Nice. Bây giờ chúng ta sẽ làm váy xinh cho Rapunzel nhé. Váy hồng xinh nha. Ok. Chân váy tô màu cầu vồng nè. Aha. Bàn tay đang làm gì thế nhỉ? Vải voan hồng xinh đính thêm cho váy. Thêm một chút họa tiết xinh nữa nha. Nhiều hạt đá lấp lánh quá. Váy xinh chưa nè. Come here. Wow. Thay váy xinh thôi. Wow. Double gel thật tuyệt. Tại buổi tiệc, Double gel xinh đẹp đi đến. Wow. Xinh quá. Cậu thật tuyệt. Sao đầu dính keo mà trở nên xinh thế được? Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Xin chào các em. Cùng kết hợp nha.
Các em đoán xem là ai nào? Tại lâu đài đáng sợ. Sao tôi lại xấu thế này? Hu hu. Ác quỷ Mavis bắt Mommy Longlegs tiên cá về. Cứu tôi với. Sợ quá. Một cô gái thật xinh đẹp. Người hầu xấu xí kia, đưa tên này xuống hầm cho ta mau. Tuân lệnh chủ nhân. Are you okay? Cậu có sao không? Cậu thật là xinh đẹp quá. Tôi cũng muốn xinh đẹp như vậy. Tôi cũng cần có đôi chân của cậu. Chúng ta hãy cùng kết hợp để xinh đẹp mà ra khỏi đây. Nghe thú vị đó. Kết hợp nào. Mụn che hết cả mặt rồi. Làm sạch mặt trước. Ok. Đắp mặt nạ cho đẹp da. Ok. Đã hết mụn rồi nè. Loại bỏ quầng thâm mắt tiếp theo. Ok. Làm gì tiếp đây nhỉ? Kết hợp biến thành da của Mommy Longlegs rồi. Trang điểm kết hợp Elsa và Mommy Longlegs nha. Kẻ mắt đẹp nào. Kẻ mắt xinh quá. Rủ mắt cho lấp lánh nhé. Oh yes. Son màu hồng nha. Great. Đánh phấn má hồng nữa. Mommy Longlegs này. Hai cô gái kết hợp thật xinh đẹp quá. Làm váy cho cô gái Elsa Mommy Longlegs nhé các em. Tô màu cho sặc sỡ trước. Nice. Sau đó cho thêm nhũ lấp lánh trang trí váy. Tuyệt. Các em thấy giống váy hoa nhiều lớp không? Hi hi. Đã hoàn thành xong chiếc váy thật xinh. Hai cô gái kết hợp là một người thật thú vị. Xinh chưa nào? Thoát ra ngoài thôi. Get ready, let's go. Sorry. Người hầu Squid Game đang bị ác quỷ Mavis bắt nạt. Hãy xem sức mạnh kết hợp của ta đây. Ác quỷ đã đóng băng rồi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta ra khỏi đây thôi. Láo thật, dám đóng băng ta à? Các ngươi sẽ phải trả giá ngay thôi. Chạy thôi. Ác quỷ đuổi đến nơi rồi. Ăn chưởng lửa của ta này. Ngươi tưởng một mình ngươi có sức mạnh à? Xem ta đây. Mũi tên băng bắn phát là chết.
Mũi tên hơi đẻo nha. Mũi tên lại xuất hiện. Mũi tên quay vòng bắn trúng ác quỷ rồi. Ác quỷ đã chết. Chúc mừng các cô gái. Thật tuyệt. Mình không biết làm gì bây giờ. Bạn có thể làm mọi điều bạn muốn. Đừng lo, chúng ta đã tự do rồi. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Xin chào các bạn. Elsa và Rapunzel trông thật xinh. Bãi biển đẹp quá đi. Có hai bạn nam khác đến chơi cùng. Họ cùng nhau chơi bóng chuyền. Ok. Elsa trả đũa lại các bạn nam. Ôi không, hai bạn nữa bị dính bực bạch tuộc rồi. Có vẻ các bạn nữ đã giận thật rồi. Hãy mua kem để giảng hòa cho họ. Ok. Thanks. Elsa và Rapunzel hãy nguôi giận nhé. Phải làm sao để họ nguôi giận đây? Ken cầu hôn Rapunzel. Jack cầu hôn Elsa. Wow. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
váy mới của họ xinh quá đi. Thật đẹp. Tạm biệt tất cả các bạn. Cô phù thủy xinh quá đi. Ấy, rơi một lọ thuốc xuống kìa. Hey, không, rơi lọ thuốc xấu xí rồi. Cô dâu Rapunzel đang vui vẻ đi xe đạp. Bị biến thành tiên cá béo mất rồi, hài quá. Hey, hey, phải làm sao đây? Đừng khóc nữa, để tôi giúp nhé. Don't cry, don't cry. Biến Rapunzel về như cũ nào. Đổ lọ đỏ và lọ xanh vào nhau nè. Okay. Hey, uống lọ này thì cô sẽ trở về bình thường. Hu hu, lại bị biến thành bạch tuộc thế này. Aha. Pha chế lại thuốc lần nữa nào. Wow. Okay. Thử thêm lần nữa nhé. Thành chân người rồi nè, cơ mà mặc uống. Oh. All right. Thêm lọ này nữa vậy. Wow, về như cũ rồi này. Come on. Đến gương soi lại cho chắc. Rapunzel nhiều lông tay quá, cùng dọn dẹp đống lông đi nào. Yes. Bôi kem tẩy lông lên kính tay nhé. Oh. Sau đó chờ một chút. Okay. Yes. Nice. Ta-da, làn da láng mịn rồi nè. Tẩy cái chân nữa. Dùng máy triệt này. Chân vừa trắng vừa mịn, rõ là xinh. Giờ đến trang điểm mặt nha. No. Xịt làm ẩm da trước đã. Ok. Tỉa bớt lông mày cho đỡ rậm nhé. Wow. Lông mày nhạt hơn rồi đó. Rửa mặt cho sạch nào. Nặng những cục mụn cứng đầu đi nữa. Còn những vết thâm muộn phải làm sao đây? Aha. Đành dùng kem cho khuyết điểm vậy. Làn da láng mịn không tì vết luôn.
lông mày màu hồng lạ mắt ghê. Yes. Wow. Hình trái tim trên má dễ thương quá. Đính thêm đá lấp lánh nha. Nice. Đính 3 viên ở đuôi mắt nè. Yes. Mái tóc bồng bềnh đẹp quá đi. Thay váy cưới mới rồi này. Cảm ơn phù thủy nhiều lắm. Ok. Get ready, let's go. Chú rể Ken chờ đợi suốt ruột quá. Oh no. Cô dâu Rapunzel đến rồi đây. Yeah. Hai người đẹp đôi thật đấy. Brilliant. Chúc mừng đám cưới Ken và Rapunzel nhé. Xin chào các em. Xấu xí quá. Sao các bạn đỡ chê mình? Ăn giấy đi này. Stop. Các bạn thật là quá đáng. Trường tổ chức lễ hội kia. Yes. Squid, về nhà chuẩn bị. Okay. Trang điểm nhé. Yeah. Trông xấu quá. Tớ có xinh không? Không. Trông tệ thật. Buồn quá đi. Ken đang đi đến. Xin lỗi bạn. Sorry. Look at you. Nhìn lại mình đi, thật xấu xí. Kissy đang cố gắng lấy bóng. What happened? I got a ball. Cậu có chuyện there. Gì vậy? Quả bóng của tớ bắt trên cây. Bóng rơi xuống rồi. Oh yes. Thank you. Cảm ơn cậu nha. Okay. Sao cậu lại khóc? Guys, mọi người chê tớ xấu. I will tớ sẽ giúp you. Cậu. Let's go. Đi thôi. Vào đây nhé. Cửa hàng làm đẹp. Hello. Hello. Let's make my friend beautiful. Làm bạn tôi thật xinh nhé. Follow me. Đi thôi. Come on. Okay. Phải tẩy trang trước. Đã sạch okay. rồi. Không được. Cho bay hết bụng đi nhé. Đắp mặt nạ nào. Trông khác hẳn nhỉ?
đánh phấn nào. Màu này nhé. Chút mi nè. Đánh sâu cho xinh nhé. Thêm nhũ mắt nhé. Tóc này không được. Tuyệt vời. Nhiều lông quá. Cạo lông nào. Thoa cho đều nha. Chân đẹp luôn rồi. Nhiều váy xinh quá. Không vừa. Cũng không luôn. Đẹp đó. Yes. Thay đổi tuyệt quá. Hello. Wow. Thật xinh đẹp. Bye. Goodbye. Tại lễ dạ hội của trường. Hello. Wow. Ai mà xinh thế Hello. Nhỉ? Agree to be my lover? No. Đau chưa? Hello. Agree to be my lover? Okay. Hạnh phúc quá. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại. Một người đàn ông lạ mặt lén đi theo Barbie. Ôi không, Barbie có sao không? Giơ tay lên. Họ đã bắt cóc con gái tôi. Mẹ ơi, mẹ Barbie đang phải làm việc. Mẹ ơi, chơi với con nhé. Mẹ đang bận. Mẹ ơi. Búp bê ơi, chị cho tiền đây. Em cầm lấy nó và chơi với chị nhé. Cô ơi, đi thôi con. Ôi, cuốn sách toán. Tuyệt quá mẹ ơi. 1 + 1 = 2. Sao không bằng 11 hả mẹ? Sáng rồi, dậy thôi Barbie ơi. Ôi, hôm nay là sinh nhật của Barbie nhé. Mẹ ơi. Mẹ xem này. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Mẹ ơi, không. Mẹ không còn yêu Barbie nữa ư? Ôi, một tên trộm. Hắn thật nham hiểm. Ôi không. Barbie có sao không? Ôi Barbie, cháu không sao chứ? Kể cô nghe nào. Dạ, cháu bị cướp và còn bị ngã nữa à? Vậy thôi cô về nhà nhé. Cùng thì cũng xong việc. Barbie, hey. Barbie ơi. Ôi không.
đâu rồi, Barbie? Barbie! Barbie! Con mà có bệnh hề gì thì mẹ biết sống thế nào? Nơ của Barbie! Con bé đã bị bắt cóc ư? Ôi, Barbie đang khóc kìa. Alo, 911 đấy ạ. Gắn chịu đau chút nhé, Barbie. Thanks. Giơ tay lên. Hey, what was that? Họ đã bắt cóc con gái tôi. Mẹ, mẹ ơi. Không phải vậy đâu ạ. Tôi đã hiểu rồi. Mẹ xin lỗi, Barbie. Thank you. Cảm ơn hai mẹ con thật nhiều. Mẹ Barbie sẽ thiết kế riêng những chiếc váy thật lộng lẫy và dành tặng nó cho hai mẹ con nhé. Sắc đen và xám thật đẹp phải không nào? Đặc biệt là khi chúng được kết hợp với thật nhiều hạt và nhũ lấp lánh nữa nhé. Wow, tuyệt quá! Barbie đã có một sinh nhật đáng nhớ phải không nào các bạn? Thế giới cổ tích chào đón các bạn. Hello. Hello. Ôi, lãng mạn quá. Ok. Các nàng công chúa ơi. Làm đẹp thôi nào. Hãy tới thẩm mỹ viện Wow và trải nghiệm phong cách trang điểm hoa quả nhiệt đới nhé. Mermaid ơi. À, dâu tây. Bước 1, chăm sóc da mặt. Phụng sẽ được nặng và làm sạch ngay thôi. Thâm sẽ bời dần với kem trị thâm và che khuyết điểm. Bác sa đào. Da sẽ được cấp độ ẩm từ mặt nạ dưỡng chất. Nào, 1, 2, 3. Dỡ mặt nạ ra. Bước 2, trang điểm. Chân mày sẽ được vẽ lại với bút chì đen. Mắt mèo ư, cá tính và cũng rất gợi cảm nhé. Mi sẽ được chuốt cong. Còn mắt sẽ thêm mơ màng với lens đỏ ấn tượng. Chút phấn mắt cam đỏ nào. Sắc đỏ là dành cho môi. Sắc hồng thì dành cho má hồng nhé. Ok. Tuyệt quá. Elsa, Elsa ơi. Ôi nha. Lông mày khô rậm và đi mép ư? No. Elsa đừng lo, băng cạo sẽ giúp giải quyết tất cả nhé.
Chì đen thì giúp định hình trên mày. Mà không khó để tạo nên những sợi mỏng nhẹ phải không nào? Kẻ mắt với chì đen và nhấn lại với phấn mắt xanh dương nhé. Chút mi nào. Wow. Tô thêm môi hồng gợi cảm và dặm thêm phấn hồng cho má nữa nhé. Tuyệt quá. Rapunzel có hồi hộp không? Một trái chanh. Sữa dưỡng sẽ ngăn ngừa vùng thâm mắt. Lông mày sẽ thật thanh tú với chì đen. Hạt bi thì vuốt cong dịu dàng. Đôi mắt sẽ càng trở nên thu hút với lớp phấn mắt vàng, xanh lá tươi mát. Môi sẽ là sắc cam ngọt. Má sẽ điểm sắc cam dịu và thanh. Sao nhỉ? Sẽ mặc chiếc váy chanh, những lát chanh vàng tươi ấn tượng và càng trở nên lấp lánh với hạt đính đá. Hô biến, hô biến và hô biến. Wow, các nàng công chúa đều thật rực rỡ. Tới nảy đường thôi nào. Không khó để nhận ra các nàng công chúa nhé. Họ đều có mái tóc rất đặc trưng phải không nào. Các công chúa, hoàng tử đều thật đẹp đôi. Hạnh phúc nhé.